được xem là bộ mặt của chiến tranh hiện đại, là bước đầu trong công việc tự động hóa chiến tranh, đưa công việc hủy diệt lẫn nhau của loài người lên một tầm cao mới. Chúng nhỏ gọn, cơ động, mạnh mẽ và quan trọng là cực kỳ rẻ, là niềm tự hào, đồng thời cũng là cơn đau đầu của các cường quốc. Cái mà mình đang nhắc tới đó là UAV, thứ vũ khí được xem là tương lai của chiến tranh. Chúng đã trở thành mục tiêu phát triển của hàng loạt các quốc gia nằm ở những điểm nóng của thế giới. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nếu vài năm trước, chúng ta chỉ thấy những UAV xuất hiện ở các triển lãm và một số đơn vị là nhiều, thì giờ đây có thể nói rằng UAV và drone đang tràn ngập vào các trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam ở mọi cấp độ. Hãy cùng tìm hiểu về quá trình này qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry, người kể sử. Đầu tiên, mình dùng từ tràn ngập là không hề nói quá. Từ năm 2022 trở về trước, chúng ta chỉ thấy một số loại UAV trinh sát nhập khẩu và một số mẫu nội địa trang bị cho các đơn vị trinh sát pháo binh hoặc là sử dụng làm bia tập bắn cho phòng không. Thế nhưng khoảng một năm sau khi một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đã phải thay đổi cách nhìn về khả năng chiến đấu của chúng. Thế rồi từ drone đến UAV trinh sát, UAV tự sát, cứ như vậy mà tiến vào trang bị của quân đội Việt Nam. Mới đây nhất, trong bộ phim tài liệu Binh đoàn Hương Giang của kênh Quốc phòng Việt Nam cũng đã cho thấy UAV và drone đã tràn ngập trong các trang bị của quân đội Việt Nam. Thậm chí còn có nhiều loại độc và lạ mà không ai có thể ngờ tới. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý đó là bộ phim tài liệu trích dẫn lại cuộc tập trận từ cuối năm ngoái. Vậy thì điều này có nghĩa rằng UAV và drone từ lâu đã là một phần không thể thiếu của những người lính bộ binh, vì để đem ra và tham dự vào một cuộc tập trận mang cấp quân đoàn là điều vô cùng khó khăn. Không chỉ đưa vào sản xuất hàng loạt, mà các đơn vị cũng phải làm quen và tập luyện với chúng từ rất lâu rồi. Đặc biệt là dù chỉ lướt qua trong vài giây thôi, thế nhưng drone của Việt Nam có kiểu trang bị khá lạ mà mình chắc rằng các bạn cũng sẽ giống như mình, sẽ thấy đúng như kiểu độc lạ Việt Nam. Đó là hình ảnh drone được trang bị một khẩu AK bán gấp đang nã đạn vào mục tiêu dưới đất. Quả thực là mình chưa từng thấy bao giờ, khi mà ở Ukraine vốn đang chiến tranh nhé, thì cũng chỉ phổ biến hình ảnh mang theo những quả lựu đạn, hoặc là lựu đạn được thả xuống hệ thống hỏa lực của đối thủ, hoặc là thả trực tiếp vào xe tăng thiết giáp qua các khe hở như là cửa sập để mà phá hủy xe từ bên trong. Còn sáng kiến gắn các loại súng lên drone cỡ nhỏ để mà khai hỏa thì đúng là hiếm thật. Không những vậy, hình ảnh UAV tự sát thì cũng đã xuất hiện. Trong chuyến thăm hồi tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm tập đoàn Viettel. Sự kiện này thì cũng cho thấy một loạt hình ảnh về những loại khí tài mới, từ tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển hoàn chỉnh cho tới sự xuất hiện của UAV tự sát Made in Việt Nam. Đây là loại vũ khí đang làm mưa làm gió trên khắp các chiến trường. Dù chưa biết tên, thế nhưng với nhiều nguồn tin chưa xác thực thì gọi nó là UAV-2X, được thiết kế với phần thân thuôn dài hình hộp và phần đầu to đặt cảm biến quét mục tiêu. Cụm cánh có thể gấp gọn khi triển khai từ ống phóng và từ hai đuôi. Ngoài ra thì các hình ảnh từ báo chí cũng lần đầu tiên cho chúng ta thấy rõ nét bệ phóng và hộp bảo quản UAV cảm tử do Viettel phát triển. Nhìn kiểu bệ phóng này, nó cho thấy đặc tính cơ động mang vác bằng sức người, vừa có thể triển khai trên xe phóng hàng loạt. Đây là sự kế thừa cũng như học hỏi từ chiến trường Ukraine hiện nay. Nhìn hình ảnh này, mình chợt nhớ tới hình ảnh quân giải phóng ngày xưa. Các bác các chú cũng đã tách từng cụm ống phóng của BM-14 ra để đưa vào chiến trường miền Nam. Chiến đấu đúng theo phong cách đã làm nên thương hiệu của pháo binh Việt Nam. Đó là hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Mặt khác, nhìn từ chiến trường Ukraine, các bạn cũng có thể thấy rằng các binh sĩ Ukraine khi họ cơ động bằng sức người đã đem lại hiệu quả không ngờ với chiến thuật đánh du kích. Bằng cách này, họ đã nhiều lần tập kích vào thẳng các sân bay trực thăng của Nga ở miền Đông. Tuy nhiên, cái gì mà các bác cho biết, tức là đã có hàng mới ngon hơn. Mới đây nhất, trong chương trình về công tác huấn luyện quân đoàn 12 của kênh Quốc phòng Việt Nam đã công bố hàng loạt hình ảnh rõ nét nhất, một bằng chứng rõ ràng khẳng định rằng chắc chắn về việc quân đoàn 12 được Bộ Quốc phòng mua và trang bị mẫu UAV cảm tử do Viettel phát triển. Các hình ảnh cho thấy
UAV được đặt trong bệ phóng hình hộp và phóng lên trời bằng bình nén khí. Sau khi đã ở độ cao ổn định, cánh gấp của UAV bật mở trong nháy mắt cùng với động cơ cánh quạt khởi động thực hiện cuộc hành trình cảm tử. Tiếc là chúng ta đã không được thấy hình ảnh hiệu quả của chúng tấn công vào mục tiêu là như thế nào. Nhưng như vậy thì cũng đã là may mắn lắm rồi. Với nhiều ước chừng thì đầu đạn rơi vào khoảng 5kg. Đây cũng đủ sức để phá hủy các mục tiêu như xe bọc thép hay pháo tự hành rồi, hoặc xe chở quân. Tất cả là điều hoàn toàn có thể. Loại UAV Lancet của Nga cũng chỉ mang đầu đạn có 5kg là cũng đã đủ để tiễn cả một khẩu Caesar của Pháp rồi đấy. Chương trình thì cũng cho thấy sự xuất hiện của loại UAV trinh sát được trang bị cho quân đoàn này. Hình ảnh lướt qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng kịp cho chúng ta thấy sự xuất hiện của trạm điều khiển máy bay không người lái. Nhìn từ hình ảnh rõ nét trên màn hình điều khiển, có thể dự đoán đây là mẫu UAV trinh sát HRU-131 xuất hiện ngay ở khung hình sau đó. Đây là một sản phẩm của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc. Mẫu UAV này sử dụng động cơ xăng và động cơ điện nên có khả năng cất cánh, hạ cánh trên địa hình hẹp trên tàu thuyền. Tốc độ bay là 95 km/h, trần bay là 5 km, thời gian bay là 60 phút chạy điện và 240 phút chạy bằng xăng. Cự ly chuyển video theo thời gian thực đạt 50 km tại địa hình đồi núi và 80 km tại địa hình biển. Nó có thể tự động lái hoặc điều khiển bằng tay. Nó cũng được cài đặt chức năng tự động quay về nếu tín hiệu bị gián đoạn. Điều này được cho là để phòng tránh trường hợp bị tác chiến điện tử gây nhiễu tín hiệu. Từ những gì được công bố thì ta có thể thấy một số điều như sau. Thứ nhất, UAV và drone đã được xem là một phần không thể thiếu của quân đội nhân dân Việt Nam. Khi ta có thể thấy, giờ đây thì người người, nhà nhà, mọi đơn vị đều có UAV, từ những đơn vị chấp pháp như cảnh sát biển, trinh sát pháo binh. Giờ đây thì những loại được sử dụng cho mục đích chiến đấu cũng đã xuất hiện. Mình nói rằng người người, nhà nhà là đều có lý do cả. Là vì không chỉ video về quân đoàn 12 sử dụng UAV, drone trinh sát hay là drone tự sát, mà giờ đây chúng đã về đến cả những cấp tỉnh đội. Gần đây nhất là khoảng giữa tháng 3 năm 2024 thì lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai cũng đã ra mắt loại drone mang chất nổ để phục vụ trong mùa huấn luyện mới. Tại cuộc triển lãm khí tài phục vụ huấn luyện tỉnh đội Đồng Nai đã công bố một loạt các sản phẩm, ví dụ như Flycam mang chất nổ để tiêu diệt mục tiêu. Thậm chí họ còn làm cả mô hình tên lửa hành trình điều khiển từ xa, ném bằng tay lên trời. Ngoài Đồng Nai ra thì một số tỉnh thành từ năm nay cũng đã đưa vào huấn luyện các loại drone cỡ nhỏ để sát với tình hình thực tế. Có thể thấy là tốc độ tiếp thu các chiến thuật chiến đấu mới của ta cũng đang rất nhanh chứ không hề chậm chạp. Như vậy thì có thể thấy rằng đối với UAV và drone, Việt Nam đang đi rất nhanh, vừa chế tạo chúng thế nhưng cũng vừa chế tạo các khí tài tác chiến điện tử để khắc chế chính chúng. Về điều này thì các bạn có thể xem lại video về lực lượng tác chiến điện tử mà kênh từng làm. Nói chung là từ loại nhỏ như cầm tay cho tới loại khổng lồ đặt trên xe, đặt cố định đều có hết. Thậm chí trong lĩnh vực này, tỷ lệ made in Việt Nam còn cao hơn so với hàng nhập. Theo một số văn bản thì con đường phát triển hiện đại hóa quân đội từ nội địa hóa radar, vũ khí công nghệ cao hay UAV tác chiến điện tử tới nay mới được có 10 năm mà thôi. Vậy mà chúng ta đã đi được những bước tiến xa như vậy cũng là rất đáng nể rồi. Thứ hai, năng lực sản xuất UAV và drone của Việt Nam cũng đang ngày càng được nâng cao và phát triển mạnh hơn. Mấy năm trước đó, ta còn thấy việc trang bị UAV vẫn còn là điều gì đó khá hạn chế, khi chủ yếu là chỉ được trang bị cho các đơn vị trinh sát pháo binh. Nhưng giờ đây, tốc độ made in Việt Nam, các loại vũ khí này đang nhanh hơn bao giờ hết. Từ cấp cao nhất như quân đoàn, để các đơn vị vũ trang của tỉnh, UAV và drone cũng bay dập trời. Điều này thì cho thấy rằng UAV và drone đang được nhiều đơn vị sản xuất, chứ không phải chỉ đến từ mỗi Viettel hay các đơn vị nghiên cứu của quân đội. Thậm chí là cả các đơn vị tư nhân cũng có thể tham gia. Chắc là các bạn vẫn chưa quên những hình ảnh drone thả đạn cối hay UAV trinh sát. Đó là loại UAV lưỡng dụng Hera do công ty tư nhân Retham Robotics của các chuyên gia kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Sự đặc biệt của UAV lưỡng dụng Hera là nó đầu tiên không phải được thiết kế để nhiệm vụ quân sự, mà là để sử dụng cho nhiệm vụ nông nghiệp và vận chuyển đồ vật. Tuy nhiên, trưởng dự án này, tiến sĩ Lương Việt Quốc, lãnh đạo của Realtime Robotics,
đã cho ra mắt phiên bản quân sự. Nó có kích thước nhỏ nhưng mang được khối lượng lớn, có thể thu gọn trong ba lô vác vai và có đủ không gian để gắn từ 3 tới 4 thiết bị bên ngoài như camera hay phao cứu sinh, phục vụ cho từng nhiệm vụ cụ thể. Toàn bộ UAV có thể gấp gọn để trong ba lô, giúp dễ dàng cho việc triển khai và thu hồi ở điều kiện dã chiến. Hera có thể bay không tải 56 phút, bay với tải 1 kg là 53 phút, đủ tải là 13 phút. Trong phạm vi 11 km, nó có thể mang theo 9 quả đạn cối gá trên mô đun điều khiển từ xa để thả đúng vị trí mong muốn. Cho ai hỏi rằng tại sao nó bé thế, thì xin thưa, đây được xếp vào trang bị cá nhân cho người lính, có thể cất gọn trong ba lô và chỉ mất đúng 3 phút để triển khai. Nếu các bạn đã theo dõi chiến sự giữa Nga và Ukraine, thì có thể thấy rằng các loại drone mà cả hai đang dùng cũng chỉ tương đương với loại của Việt Nam mà thôi. Và quan trọng nhất là giá của nó thì vô cùng rẻ. Theo thông báo của công ty, nước Mỹ đã đặt mua 10 chiếc UAV loại này với đơn giá là 58.000 đô một chiếc. Và đây là giá xuất khẩu thôi. Ngoài ra thì còn có cả phiên bản cho Cục Phòng cháy chữa cháy và quân đội thì chắc là sẽ còn rẻ hơn. Theo những gì công bố trong năm 2023 là sẽ có 1.000 chiếc HEDA được sản xuất từ giờ tới cuối năm. Tất nhiên là không công bố rõ là phiên bản gì và cho khách hàng nào. Tuy nhiên với số lượng lớn như vậy thì có thể thấy rằng khách hàng cũng không phải dạng vừa. Thực ra thì trong triển lãm khí tài tỉnh Đồng Nai, chúng ta có thể thấy UAV đã về tới các tỉnh đội, ghi nhận thực tế rằng lực lượng vũ trang các tỉnh cũng đang chủ động trong việc tự chế tạo các mẫu UAV bằng năng lực hiện có. Có thể là tự sản xuất từ vật tư linh kiện sẵn có trên thị trường, hoặc là cải biên, độ chế các loại flycam dân sự cũng có sẵn trên thị trường. Điều này đã mở ra khả năng cho các đơn vị tư nhân cũng có thể tham gia vào sản xuất quốc phòng. Về mặt pháp luật, Việt Nam không cấm những đơn vị tư nhân tham gia vào sản xuất quốc phòng hoặc các công nghệ có liên quan. Ví dụ như công ty MK Group. Theo chủ tịch của MK Group, ông Nguyễn Trọng Khang, chia sẻ hồi tháng 2 năm 2024, công ty này đã mua lại một số công ty có thiết bị và công nghệ liên quan tới công nghiệp quốc phòng để phát triển sang lĩnh vực này. Thực tế thì MK Group đã có nhiều dự án hợp tác phát triển công nghệ và thiết bị an ninh từ tận năm 2021, nhưng chủ yếu là với Bộ Công an, còn quốc phòng thì là lĩnh vực hoàn toàn mới. Cũng theo ông Nguyễn Trọng Khang, ông hy vọng là sẽ có sự hợp tác và chia sẻ đến từ tập đoàn Viettel. Như vậy, việc tư nhân tham gia vào sản xuất linh kiện vũ khí hoặc các công nghệ hỗ trợ là điều đã và đang diễn ra tại Việt Nam. Điều này đã góp phần nâng cao khả năng spam UAV và drone của quân đội. Thực tế chiến trường đã cho thấy, không phải cứ UAV hay drone cất cánh bay lên là sẽ tiêu diệt được mục tiêu. Ngay tại Ukraine thôi, mỗi ngày quân Nga và quân Ukraine cũng sử dụng tới hàng ngàn chiếc UAV hay drone từ tự sát đến trinh sát thả bom. Nhưng chỉ có một phần nhỏ trong đó